phúc của anh là đột nhiên em cười tươi mỗi khi đạt vi. Đạt vi là cái gì? Em thấy mọi người comment thế. Đây, lo lắng cho em mỗi ngày em đi qua bao mùa mưa. Cây sống đời. Chẳng ngờ đâu xa mà cạnh anh em là cả thế gian đây rồi. Dòng vui buồn. Một một giỏ hoa. Một giỏ hoa sô cô la. Người tôi yêu là cô gái tốt nhất trên trần gian. Trái đất đến lúc tan thế, anh vẫn yêu em không nói thầm, chỉ thương em đến hết cả cuộc đời này. Dành tất cả thanh xuân vì anh, luôn động viên theo từng bước chân trên đời. Đây là cái thiệp của bạn ấy. Hello. Đất đến thích sô cô la. Cảm ơn vì sự hiện diện của bạn như một quả cầu sô cô la. Thì vì biết nhầm thì mới không thành đạt đen chứ, đúng không? Khiến mọi người hạnh phúc. Đôi khi sống cũng như cuộc sống cũng như cà phê, dù đắng và nóng. Nóng nhưng bạn vẫn có thể thưởng thức nó. Đừng quên ăn cơm, nghỉ ngơi đầy đủ. Happy fighting. Thank you Indonesia. Đây là của bạn Dewi Marini. Dewi Marini. Thank you Indonesia. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thằng Phú sao nhá?